Nam Mô Bụt Thầy ạ. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên mạng Internet qua Bao Talk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối. Houston, 7:30 đến 9:30 sáng. New York, 8:30 đến 10:30 sáng. Cali, 5:30 đến 7:30 sáng. Paris, 2:30 đến 4:30 chiều. Sydney, 11:30 tối đến 1:30 sáng. Còn Netabanya, thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021, Phật lịch 2565, môn học Thắng Pháp Avitamma, chương 5, bài 37. Thoát yếu Niết Bàn, Niết Bàn Á. Thượng tọa Tế sư biên soạn và giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin thành kính đảnh lễ và cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh được kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy ạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng điệu ngữ. Thiện nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đã nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thay, chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân Thượng tọa Minh Hạnh. Giờ đây chúng con kính đảnh lễ và cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy ạ. Nam Mô Bụt Thầy ạ. Kính đại lễ trường thọ thật sự, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa anh chị, hôm nay trong môn Thắng Pháp chúng ta học ra một đề tài rất là quan trọng, bởi vì thưa anh chị, có lẽ là đây là một đề tài rất là tế nhị trong Phật học. Chúng ta không thể không đề cập đến. Nhưng mà khi chúng ta đề cập đến thì chúng ta không thể bàn một cách rốt ráo giống như là chúng ta đã thảo luận về những đề tài khác. Nếu vị nào mà đã có dự cái lớp học vào ngày thứ sáu vừa qua, tức là cách đây một ngày thật, ngày thứ sáu, thì chúng tôi đặc biệt là có một bài để nói về chung quanh sự tìm hiểu về Niết Bàn. Thì thưa quý vị, chúng tôi không lặp lại những điều đó, nhưng mà chúng tôi muốn tất cả quý Phật tử chúng ta học một cái điểm nào ở trong Phật Pháp. Đôi khi chúng ta phải nhìn từ nhiều cái góc nhìn khác nhau để chúng ta có thể đi đến kết luận, hơn là chỉ một bài hay là một lần. Và bài học này đặc biệt là chúng ta nên tự nhắc mình như vậy. Nếu có những gì mà chúng ta cảm thấy cần tôn nghi thì cứ nên để đó. Và nếu có những gì mà chúng ta không cần, không nên bàn đến thì chúng ta cũng để đó.
Và dĩ nhiên là có những điểm rất là cần để thảo luận như là được đưa ở đây trong bài học ngày hôm nay. Bây giờ mời Phật tử, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi có cái lễ nhân y ở tại chùa Pháp Luân, do đó chúng tôi không có mặt thường xuyên ở trong lớp học được mà phải ra vào. Cho nên chúng tôi có soạn một số các câu thảo luận sẵn, lát nữa thì để cùng thỉnh chư Tôn Đức sẽ giúp để điều phối cho phần thảo luận. Có thể chúng tôi có mặt thì chúng tôi cũng có thể tham dự được, nhưng mà không có thường xuyên được. Bây giờ xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần bài học, và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh chư Tôn Đức siêu giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Chương 5 bài 37 Toát yếu Niết bàn, Niết bàn á. Niết bàn là đề tài quan trọng trong Phật học, nhưng lại được trình bày rất hạn chế trong kinh điển. Tất nhiên có những lý do mà Đức Phật và các bậc thánh đệ tử không dùng nhiều ngôn ngữ để nói về Niết bàn, mà chỉ dạy nhiều về sự khổ và sự diệt khổ. Mặc dù trong giáo lý tứ đế, sự diệt khổ chính là Niết bàn, nhưng ý nghĩa thật sự của Niết bàn không đơn thuần chỉ là sự diệt khổ. Thắng Pháp dạy rõ, Niết bàn là một trong bốn pháp chân lý. Cho dù muốn, dù không, thì người học Phật rất cần để có một sự hiểu biết tương đối về Niết bàn qua tứ đế, giáo lý duyên khởi và cú cánh tối hậu của hành trình tu tập. Có kệ ngôn Pali trình bày năm danh gọi Niết bàn. Padamak chutta makchantang asankata manuttaram nippanang iti phasanti banamutta mahe sayo. Bậc đại sĩ thoát ái nói Niết bàn riêng biệt, bất tử và tuyệt đối, vô vi và vô thượng. Niết bàn độc âm tiếng Pali Nibbana, như Niết bàn độc âm từ tiếng Sanskrit Nibbana. Cả hai Nibbana và Nibbana đều do cấu trúc Nib cộng Vana. Nib dạng lực Nib nghĩa là không, Vana một tên gọi của ái tham, nguồn cội hay tập khởi sanh khổ. Như vậy Nibbana, Nibbàn có nghĩa là không tham ái, hay diệt tham ái, hay tách khỏi tham ái, như câu Pali giải thích. Vanasankataya Tanghaya Nitkhan Tatta Nippanang Chit Pavuchati. Trạng thái tách rời tham ái xem như rừng rậm, Vanasankata được gọi là Nibbàn. Lại nữa, Nibbàn gọi là pháp siêu thế Lukuttara Sankanang Nippanang. Niết bàn cần được chứng ngộ do bốn đạo tuệ Chaturmagga Ñāṇena Sacchitta Tappang Nippanang. Niết bàn thành cảnh cho đạo và quả Magga Phalanang Atramana Uttang Nippanang. Phân loại Niết bàn. Niết bàn có một là nói theo thực tính Sapha Vato Ekavit Thangpi, tức là trạng thái an tịnh Santi Lakhanang. Niết bàn là trạng thái an tịnh, yên, bình yên, bởi không có sự khuấy động của phiền não, không còn liên quan đến ngũ uẩn luân hồi. Niết bàn có hai là nói theo trình tự Vivittham Hoti Karana Pariyayena, tức là hữu dư y Niết bàn, Saupadi Sen Sat Nippanang, và vô dư y Niết bàn, Anupadi Se Sat Nippanang. Nói theo trình tự Karana Pariya Yena là có trước, có sau, có hữu dư y Niết bàn, rồi mới có vô dư y Niết bàn. Upadi là cái gì chấp thủ bảy nghiệp phiền não mà thành, tức là ưu uẩn, quả,
hiệp thế và sắc nghiệp, ngũ thu ẩn, xê xá, dư sót, xá, có, còn, xá upadip xê xá, hữu dư ý. Còn sót lại, ngũ thu ẩn, gọi là hữu dư ý nít bàn, xá upadip xê xá nít bàn năng, nghĩa là nít bàn mà được chứng đắc bởi bậc dự lưu, bậc nhất lai, bậc bất lai và bậc A-la-hán. Bậc hữu học chứng nít bàn, nhưng còn tái diễn thân hữu ẩn vài kiếp sống. Bậc A-la-hán chứng nít bàn, không còn tái diễn thân hữu ẩn mới, nhưng hiện tại vẫn còn thân hữu ẩn khi chưa biên tịch. Vô dư nít bàn, Anupadi-dissesa-nít-bana, là nói đến sự viên tịch của vị A-la-hán, không còn dư y tương lai, không còn dư y hiện tại, thân hữu ẩn này hoàn toàn tịch diệt. Niết bàn có ba, là nói theo án xứ. Chí phết thâm hô chí, akara, phê đê, nát. Tức là không tánh niết bàn, sunyata niết bàn năng, vô tướng niết bàn, nimitta niết bàn năng, vô nguyện niết bàn, apanihita niết bàn năng. Nói theo án xứ, akara, phê đê, nát, là đề tài tu quán để chứng niết bàn. Không tánh niết bàn, sunyata niết bàn năng, là niết bàn được tỏ ngộ bởi hành giả tu tùy quán vô ngã, nhận thấy các pháp là rộng không, không có thực ngã, dù là pháp hữu vi hay vô vi. Vô tướng niết bàn, anicca niết bàn năng, là niết bàn được tỏ ngộ bởi hành giả tu tùy quán vô thường, nhận thấy các hành, các hữu vi có tướng sanh diệt, có hiện tượng sanh rồi diệt. Khi chứng niết bàn, thấy pháp vô vi không có tướng sanh diệt đó. Vô nguyện niết bàn, apanihita niết bàn năng, là niết bàn được tỏ ngộ bởi hành giả tu tùy quán khổ, nhận thấy các pháp hữu vi luôn được bị bức xúc do diễn biến sanh diệt giới hạn, bị phong tỏa. Khi chứng niết bàn, thấy pháp vô vi không còn là tình trạng bị bao vây, bị phong tỏa nữa. Danh nghĩa niết bàn, dù có nói niết bàn là một loại hay hai loại hay ba loại, do theo khía cạnh này khía cạnh khác, niết bàn cũng chỉ là trạng thái an tịnh tinh lương. Để ám chỉ trạng thái đặc thù này có năm tên gọi. Một, bát đá, riêng biệt. Niết bàn có tên gọi là riêng biệt vì có liên hệ với thế gian. 2. Áp chân tầng, bất tử. Niết bàn có tên gọi là bất tử vì không có sanh nên không có diệt. 3. Áp chân tầng, tuyệt đối. Niết bàn có tên gọi là tuyệt đối vì niết bàn là ngoại uẩn. Ngũ uẩn là tương đối vì có quá khứ, hiện tại, vị lai, tốt, xấu, thô, tế, xa, gần, vân vân. Niết bàn không có pháp tương đối như vậy. 4. Asankatang, vô vi. Niết bàn có tên gọi là vô vi vì không bị tạo tác bởi duyên trợ. Pháp hữu vi còn bị duyên trợ sanh. Niết bàn không có nhân sanh. 5. Anuttara, vô thượng. Niết bàn có tên gọi là vô thượng vì không thể đem so sánh, cũng như không thể đem cái vật thể so sánh với cái phi vật thể được. Biên soạn giáo trình, Tỳ kheo tuệ sư. Nơi đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh thỉnh tòa tuệ sư từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Lý phương đạo tràng của chúng con chưa được nghe tín hiệu âm thanh của thượng tọa. Một lần nữa chúng con thành kính cùng thỉnh thượng tọa thầy sư từ bi thuyết giảng bài học hôm nay.
Dạ vâng, sa thú. Con kính dâng đích đến thần tọa. Nam mô Phật Thầy. Xin lỗi vì chúng tôi đang bị trục trặc một chút. Khi nãy cô Metta đọc bài nửa phần sau, chúng tôi không nghe được cái gì cho nên phải thoát ra và phải kết nối lại. Bây giờ quý vị nghe được rõ hết được không? Dạ, yeah, tốt quá. Cảm ơn quý vị. Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính thưa quý vị, khi chúng ta học Phật học, cái môn Phật học, thì không ai là không biết cái danh từ gọi là Niết Bàn. Và ở trong kinh tạng có rất nhiều trường hợp mà Đức Phật Ngài thuyết pháp là chỉ cho cái trạng thái Niết Bàn. Nhưng mà với những cái từ khác đi, như trong pháp của kinh thì Đức Phật Ngài giải rằng sabbe sankhara anicchati, sabbe dhamma anattati, sabbe sankhara dukkhati, sabbe dhamma anattati, yada panya vipassati atanipindati dukkhe esamakku visuddhiya. Khi với cái trí tuệ quán thấy chư hành là vô thường, chư hành là khổ não, các pháp là vô ngã, cái đó điểm ly cái sự khổ. Là chỉ cho tập đế đó. Đúng khả ni rô thô Ariya Sacham là khổ diệt thánh đế, hay gọi là diệt đế, tức là Niết Bàn. Và Dukkha Nirodhagamini Patipada Ariya Sacham, khổ diệt hành lộ thánh đế là chỉ cho con đường thực hành để đưa đến chỉ diệt khổ, đó chính là đạo đế, là con đường bỏ chánh đạo. Như vậy chữ Nirodha
Sạch chăng hay là đúng thách Nirodha? Ở đây là để chỉ cho Niết Bàn. Niết Bàn là sự diệt khổ. Và còn nhiều hơn nữa, Đức Phật kể luôn luôn mà thuyết nói về cái pháp của Ngài là dẫn đến cái sự đoạn trừ, đoạn tận khổ đau. Để các tỳ kheo xưa và nay Như Lai chỉ dạy có hai điều là trình bày về sự khổ và trình bày về sự diệt khổ, tức là Niết Bàn. Tuy nhiên, Đức Phật và chư thánh chúng đệ tử của Đức Phật Ngài cũng không dạy nhiều về dùng ngôn ngữ để mà nói về Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn theo chân đế, theo thắng pháp, thì một của trong bốn cái pháp chân đế Paramattha Sacca, Paramattha Sacca, một Chitta tâm, hai là Chetasika là tâm sở, ba là Rupa là sắc pháp, và bốn là Nibbana là Niết Bàn. Tâm tâm sở sắc pháp hay gọi là danh sắc hữu vi, đó là ngũ uẩn. Còn cái chân đế thứ tư là Niết Bàn, là ngoại uẩn. Và khi mà nói đến cái pháp hữu vi, tâm tâm sở sắc pháp hay là ngũ uẩn, thì thắng pháp nói đến pháp hữu vi là vô thường anicca, khổ dukkha và vô ngã anatta. Còn nói đến pháp vô vi, tức là Niết Bàn, thì đó là upasamu, tức là pháp tịch tịnh, trạng thái tịch tịnh. Như vậy thắng pháp chỉ trình bày về bốn cái pháp chân đế: tâm tâm sở sắc pháp, là pháp vô vi, nó bị vô thường khổ đau vô ngã chi phối. Và Niết Bàn là pháp tịch tịnh. Và như vậy, một nhà học giả đã nói ví dụ pháp Abhidhamma trình bày những cái gì ở trong thân này, ở chung quanh thân này, và những gì mà chúng ta muốn đạt tới, tức là Niết Bàn. Chỉ đơn giản thôi thưa quý vị. Nhưng mà sở dĩ Đức Phật và các vị đệ tử Ngài không có dùng nhiều thời gian, hay là không có dùng ngôn ngữ thiết thường thức để mà diễn tả Niết Bàn, là bởi vì nếu một người đã thật sự tự chứng Niết Bàn thì người đó đã hiểu Niết Bàn là cái gì, khỏi cần phải giải thích. Còn đối với những người, những chúng sinh mà họ chưa hiểu về Niết Bàn, thì cố gắng dùng cái ngôn từ chế định để một mô tả một cái pháp chân đế giải thoát, thì như vậy sẽ khiến cho người ta hiểu lầm, chứ người ta không có thật sự hiểu, bởi vì họ chưa chứng.
họ không có cảm nhận được. Cho nên khi mà chúng ta học thắng pháp ở trong giáo trình thắng pháp tập yếu luận, nói về niết bàn thì nói rất ít. Như chúng ta đã học vừa rồi đó, thì trong bốn cái pháp chân đế, tâm chúng ta cũng dành ra nhiều trang để chúng ta nói về tâm. Tâm sở cũng nhiều trang, sắc pháp cũng nhiều trang, nhiều trang giấy để chúng ta biết về tâm, tâm sở, sắc pháp. Nhưng mà khi chúng ta học Niết Bàn thì chúng ta chỉ vỏn vẹn có gần 2 trang thôi, 3 trang, gần 3 trang. Nhưng nó rất cần thiết để chúng ta hiểu được. Chính vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ quán để trình bày thêm một vài cái khía cạnh về Niết Bàn cho các Phật tử chúng ta hiểu. Hôm thứ Sáu vừa qua đó, Thượng Tọa Giác Đẳng đã giảng cho chúng ta nghe chung quanh về cái việc mà tìm hiểu ý nghĩa Niết Bàn, cũng là một phần nào đó để giúp cho quý vị chuẩn bị học để hiểu được bài học trong ngày hôm nay. Bây giờ thì thưa quý vị, khi mà đối với Niết Bàn đó, ở trong Thắng Pháp Tập Biến Luận, ngài Anuruddha lại nêu lên một bài kệ. Ở trong bài kệ này, bậc đại sĩ thoát ái nói Niết Bàn riêng biệt, bất tử và tuyệt đối, vô vi và vô thường. Bài kệ này đã trình bày tóm tắt 5 từ để gọi Niết Bàn. Trong 5 từ đó là ngài đã chắt lọc lấy những cái đặc tính Niết Bàn thôi. Chứ nếu mà những cái từ gọi Niết Bàn thì nhiều lắm thưa quý vị. Mà bây giờ trước khi chúng ta học Niết Bàn đó, học về ý nghĩa và cái sự phân loại, thì chúng ta cũng nên biết qua về cái từ gọi là Niết Bàn. Và thường nhắc bài khi mà chúng ta còn khi mà chúng ta đọc là Niết Bàn hay là chúng ta âm từ tiếng Sanskrit là Nirvana, Nirvana. Chữ nào thì chúng ta đọc âm chữ đó, mặc dù nó cũng không có sai gì khi mà chúng ta đọc âm kiểu này mà chúng ta xài cái gốc chữ Phạn là chữ kia thì cũng không sai gì. Nhưng mà cái đó thì nó không có đúng.
Chẳng hạn như khi mà chúng ta nói chúng ta Dhamma, Dhamma là pháp. Mặc dù chữ Sanskrit đọc Dharma, cho nên khi mà đọc âm là Đạt Ma đó, thì chúng ta nên biết cái chữ đó, chữ Đạt Ma đó, là để xài cho cái chữ Dharma, là chữ Sanskrit. Đọc âm của chữ đó, chứ chữ Đạt Ma không thể nào đọc âm cho cái chữ Dharma được. Cho nên cái chỗ này có một vài điểm ở trong cái từ ngữ, nếu mà gọi là Pali không vui nhưng mà vẫn phải học đó, thì chúng ta nên học, nên tìm hiểu các cái từ đó. Còn bây giờ đọc âm như vậy thì không có nghĩa gì. Dạ vâng, có lẽ tín hiệu âm thanh của thượng tọa có gián đoạn về đường truyền ạ. Một lần nữa chúng con kính cung thỉnh thượng tọa trở lại với nhất ạ. Dạ, xin cảm ơn. Dạ vâng, chúng con nghe rõ rồi ạ. Dạ, yeah, cảm ơn cô Bạch Tâm Bạch Nha. Dưới đây thưa quý vị, chữ Vana, Vana nó có hai nghĩa. Nếu mà chữ Vana nó xuất xứ từ cái chữ Vana, Vana là khu rừng, chữ Vana nó có nghĩa là cái sự chằng chịt như khu rừng vậy, là để chỉ cho ái. Cái tham ái nó chằng chịt, nó làm cho con người bị vướng chân, cứ đi lòng vòng vậy. Còn cái nghĩa thứ hai nữa, chữ Vana nó xuất xứ từ cái động từ căn gọi là va, và vajati. Vajati có nghĩa là dệt hay là đang. Người ta đang chỉ, đang lưới, hay là ta dệt vải, thì cũng chỉ cho ái. Ái nó cũng giống như cái mảnh lưới, mà nó thâu tóm bắt những cái con cá ở dưới sông, ở dưới biển. Cho nên chữ Vana xài hai nghĩa. Thì như vậy chữ Nibbana ở đây đó có nghĩa là không tham ái, hay là diệt tham ái, hay là tách khỏi tham ái. Như vậy thì diệt ái gọi là Nibbana, hay là hết ái gọi là Nibbana.
dứt ái gọi là niết bàn. Vanasankhata ya tanha ya dikhantata nipanati và vuchati. Cái trạng thái là tách rời tham ái như là lưới dệt hay là như rừng rậm, Vanasankhata thì được gọi là niết bàn. Chúng ta hiểu vậy, đơn giản vậy thôi. Chúng ta hiểu đơn giản như thế này là hễ có cái thân ngũ quẩn thì có sự khổ đau, là bởi vì ngũ quẩn này nó là pháp hữu vi, nó luôn luôn có cái sự biến hoại, sanh diệt vô thường, cho nên nó có sự khổ. Mà ngũ quẩn này nó được hình thành do cái tập khởi là cái sự ái tham. Chúng ta sống ở đây, chúng sanh sống ở cõi này, ở đời này, tâm mong cầu đời sống khác, hướng đến cảnh giới này, cảnh giới nọ. Vì khi mà tâm còn hướng đến những cái cảnh giới này, cảnh giới nọ bằng cái sự khác ái chứ, cái đó là nó dệt thêm cho cái kiếp sống mới, dệt thêm kiếp sống mới. Bây giờ làm sao mà phá được cái lưới dệt đó đi, hay là phát qua cái khu rừng đó đi, thì không còn bị luân hồi nữa, thì chúng ta gọi đó là niết bàn. Cho nên chữ niết bàn đó giải nghĩa thì được, nhưng mà có một tìm một từ để dịch cho chữ niết bàn thì sẽ khó lắm thưa quý vị. Cho nên người ta để chẳng thà đọc âm là niết bàn chứ không có dịch. Nếu mà dịch là chữ viên tịch là chúng ta phải thêm cái chữ parinibbana. Parinibbana mới là viên tịch. Còn ở đây thì chúng ta khỏi, đó là chúng ta nói về ý nghĩa niết bàn. Ở đây chúng ta nhận định về niết bàn đó, niết bàn là cái pháp siêu thế, Lokuttara Sankhanam niết bàn nằm. Niết bàn gọi là pháp siêu thế. Thứ hai nữa là niết bàn cần được chứng ngộ do bốn đạo tuệ chất túc mắc cái nhà đề đó sách chỉ ca tập bằng niết bàn nằm. Hoặc là niết bàn thành cảnh cho đạo quả mắc gắt pha la năng arama phù tăng niết bàn nằm. Thì với ba ý nghĩa này ở trong thắng pháp và trong chú giải các ngài đề cập ra để cho chúng ta thấy chữ niết bàn năng nó có ý nghĩa, nó có ý nghĩa như vậy. Và chúng ta cũng nên biết vì rằng niết bàn là pháp siêu thế, là niết bàn không thuộc về đời hay là ngũ quẩn. Bởi vì gọi là lô cá, lô vi giá là hiệp thế, lô cá đời là người cõi với hành vi,
Sattaloka, đời có nghĩa là chúng sanh, gọi là đời. Sankhara loka, đời tức là cái gì nó bị tạo tác, nghiệp quả, thì cái đó gọi là loka, là thế gian, là đời. Mà chữ đời nó cũng có nghĩa là cõi, là okasa loka, là cái nơi mà chúng sanh đương gá, như là cõi người, cõi trời, cõi phẩm thiên, cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula chẳng hạn, thì đó gọi là đời. Nếu bàn thì vượt qua khỏi ba cái ý nghĩa đời đó, cho nên nếu bàn gọi là pháp siêu thế. Do vậy tâm đạo tâm quả là những tâm chuyên môn biết cảnh niết bàn mới gọi là tâm siêu thế. Cái chữ siêu thế ở trong cái gọi là tâm siêu thế, chữ siêu thế đó là chỉ cho niết bàn đấy, thưa quý vị. Hôm nay nói thêm chút để cho các Phật tử chúng ta chú ý, chứ không phải là tâm ở ngoài đời đâu, hay tâm vượt ngoài thế gian, không phải. Mà vì đã biết cảnh siêu thế cho nên gọi là tâm siêu thế. Ở trong Thắng Pháp Tạng Kinh Luận chỉ đề cập đến ba vấn đề phân loại niết bàn đó. Thật ra niết bàn phân loại là vì rằng nói theo cái khía cạnh này thì gọi vậy, khía cạnh kia gọi vậy, cho nên chúng ta cũng được xem như là kể như là phân loại, chứ không, nếu bạn không có khác, nếu bạn chỉ có một đặc tính thôi, nếu bạn chỉ có một là nói theo cái pháp thực tính Saphawat, tức là trạng thái an tịnh Santi Lakhanam. Niết bàn là trạng thái an tịnh bình yên, bởi không có sự khuấy động của phiền não, không còn liên quan đến ngũ quẩn luân hồi nữa. Và cái danh từ sanh tí đó cũng để chỉ cho niết bàn, chứ như trong Pháp Cung Kinh Đức Phật Ngài dạy cái câu nát thí sanh thí parang xuất khăn, không có cái sự an lạc ngoài niết bàn. Sanh thí parang tức là ngoài ra cái sự an tịnh. Cho nên chữ sanh tí đó cũng chỉ cho trạng thái niết bàn. Chúng ta hiểu chỉ có một cái đặc tính đó thôi. Còn khi mà nói niết bàn có hai là hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn, là nói theo cái tình trạng diễn ra theo trình tự, theo trình tự ở đây cái gọi là hữu dư niết bàn sa upa di se sa di pa năng đó, nó có hai trường hợp. Có trước có sau. Khi mà chứng quả Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm, A Na Hàm thì các vị đó cũng đạo quả hữu học, cũng là cái tâm sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, cũng là tâm siêu thế, là tâm biết cảnh niết bàn. Nhưng mà niết bàn mà bậc hữu học chứng đắc đó, thì niết bàn đó
chưa phải là rốt ráo, là bởi vì các vị hữu học còn phải tái sanh một vài lần. Bậc tu được quần thì tối đa là 7 lần tái sanh lại cõi dục. Bậc nhất lai thì tái sanh chỉ một lần, bậc tu đà hàm. Bậc bất lai thì vẫn còn tái sanh về cõi sắc giới, tịnh cư. Vì vậy cho nên cái này trong chú giải cũng gọi là hữu dư niết bàn, tức là niết bàn nhưng mà nó còn dư sót một vài kiếp sống. Còn đối với vị A-la-hán cũng có hữu dư niết bàn, tức là kể từ khi chứng đạo quả A-la-hán cho đến khi ngài mệnh chung, cái khoảng thời gian đó vì còn dư sót lại cái sự hoạt động của cái thân ngũ uẩn cũ, sắc thọ tử hành thức, cho nên khoảng thời gian này gọi là hữu dư niết bàn. Còn gọi là vô dư niết bàn là khi mà vị A La Hán có mệnh chung đã viên tịch, khi đó thì năm uẩn không còn tồn tại, sắc thọ tưởng hành thức không còn tồn tại nữa. Chúng sanh phàm phu chúng ta chết còn tái sanh ở cảnh giới khác, có cái thân ngũ uẩn mới. Nhưng mà đối với vị A La Hán thì sau đời sống này không còn đời sống khác, cái đó mới gọi là vô dư y niết bàn. Chữ dư y ở đây đó, chữ y ở ba đi là cái gì bị chấp thủ bởi nghiệp phiền não mà thành, tức là chỉ cho muốn thủ muốn. Còn dư là chữ xê xác, dư sót. Như vậy sát Uba đi xề sát, tức là còn sót lại cái thân ngũ uẩn sau cùng. Cho nên ở đây cái tiếng gọi là khi mà phân hai loại, tức là nói theo trình tự hữu dư y và vô dư niết bàn, chúng ta phải hiểu vậy. Niết bàn được đắc chứng bởi bậc tu đà quần, tu đà hàm, a na hàm thì cũng gọi là hữu dư niết bàn. Niết bàn được đắc chứng bởi một vị a la hán mà ngài vẫn còn sống thêm một vài chục năm nữa rồi mới viên tịch, thì như vậy gọi là hữu dư niết bàn. Và cho đến khi vị A La Hán hoàn toàn viên tịch thì cái đó gọi là vô dư niết bàn. Cũng dễ hiểu thôi, không khó thôi. Bây giờ chúng ta lại nói đến niết bàn có ba, là nói theo cái án xứ tiêu vi thăng hồ tí a ca rắc phê đề đó, mà chúng ta đọc trong thanh tịnh đạo chúng ta nghe nói đến tam giải thoát môn. Thì ở đây gọi là không tánh niết bàn sunyata niết bàn năng, vô thế niết bàn anibbata niết bàn năng, vô nguyện niết bàn appanita niết bàn năng. Đó là nói theo án xứ, là đề tài tu quán để chứng niết bàn, dựa vào cái trường hợp một vị mà đắc chứng niết bàn là
do vị hành giả tu tu tập tùy quán vô ngã, nhận thấy các pháp là rỗng không, không có thực ngã, dù là pháp hữu vi hay vô vi. Thì khi mà chứng đắc được đạo quả niết bàn thì niết bàn đó gọi là sunyata nibbana. Bây giờ nếu mà người Phật tử chúng ta trong đời sống tu tập thôi, chúng ta tập quán về cái pháp vô ngã cho nó thuần thục, một ngày kia chúng ta chứng được đạo quả niết bàn, chúng ta đắc được đạo quả và tỏ ngộ niết bàn, thì niết bàn mà mình chứng do tu tập cái an xứ là vô ngã thì như vậy được gọi là không tánh niết bàn, sunyata niết bàn. Còn gọi là vô tướng niết bàn, anibbata niết bàn đó, tức là niết bàn được tỏ ngộ bởi hành giả tu tùy quán vô thường. Nghĩa là khi mà đã chiêm nghiệm pháp hữu vi danh sắc có tướng sanh, có tướng diệt, có hiện tượng sanh diệt cứ hoài như vậy, thấy hiện tượng sanh diệt của pháp hữu vi rồi chứng được niết bàn, và khi mà chứng niết bàn thì thấy pháp vô vi không có tướng sanh diệt đó, tức là không có thấy cái tướng vô thường, khổ não vô ngã, không có thấy cái tướng sanh diệt đó thì được gọi là vô tướng niết bàn. Cái này cũng không phải là khó hiểu thưa quý vị. Còn thứ ba gọi là vô nguyện niết bàn, apanihita niết bàn năng. Khi mà hành giả tu tùy quán khổ gọi là đúng khắc vipassana, nhận thấy pháp hữu vi luôn bị bức xúc do diễn biến sanh diệt giới hạn bị phong tỏa. Khi mà chứng niết bàn thì thấy pháp hữu vi không còn tình trạng bị bao vây phong tỏa nữa. Do vậy cho nên niết bàn mà vị này chứng do cái đề, do thiền án là quán vô ngã, quán khổ não, thì niết bàn mà vị đó chứng được gọi là vô nguyện niết bàn. Thật ra đó, cái chữ nguyện ở đây đó, trong tiếng Hán dịch apanihita, nguyện tức là nguyện ước, mong mỏi, chứ không phải nguyện là van vái nha thưa quý vị, hay là cầu khẩn, không phải. Mà nguyện ở đây có nghĩa là chữ panihita đó, chữ panihita tức là cái sự mong mỏi, cái sự tầm cầu, cái sự khao khát. Vì đối với cái pháp khổ, khi mà chúng sanh bị lâm vào cái tình trạng khổ thì vị này luôn luôn có cái sự khao khát được hạnh phúc. Một người bị ở tù thì họ khao khát tự do, một người bị đau khổ thì họ khao khát được hạnh phúc, nghèo thì được khao khát giàu có. Nghĩa là luôn luôn họ sống trong cái sự khao khát nguyện ước,
để đắp đổi, để bù trừ cái mà họ đang bị. Cho nên khi mà chứng niết bàn rồi đó thì không không còn cái sự đau khổ đó, thì đâu có cái sự khao khát. Vì không có sự khao khát, sự mong mỏi nữa, cho nên gọi là vô nguyện, hay gọi là phi nội, tức là không bị bao vây. Nó có nhiều nghĩa như vậy. Nhưng mà cho dù niết bàn có một hay có hai hay có ba đi nữa, thì niết bàn vẫn có một cái đặc tính duy nhất là Santi Lakhana, tức là trạng thái tịch tịnh. Chỉ vậy thôi. Cho nên ở đây chúng ta học về niết bàn là chúng ta cũng dùng từ ngữ chế định để mà chúng ta diễn tả về niết bàn. Chúng ta dùng để chúng ta hiểu được một chút nào đó thôi, chứ chúng ta đừng có quá câu nệ về cái từ ngữ đó. Chúng ta cũng đừng có đông đóng. Cho đến khi nào mà chúng ta chứng tự thắng tri niết bàn thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu được niết bàn là gì. Quý vị hãy tập cho mình một cái thường cận y duyên. Khi nào mà chúng ta thấy ở trong cuộc sống đó, bản thân mình hay là thấy người khác đã trải qua sự thăng trầm, thịnh rồi cái suy, hưng rồi cái vong, có rồi mất, thấy sống đó rồi chết đó, thì chúng ta cảm nhận được rằng pháp vô vi vô thường là như vậy, biến đổi là như vậy. Chỉ có niết bàn là không có cái hiện tượng này thôi. Như vậy chúng ta tập cái thói quen, sau này chúng ta dễ chứng đắc được cái vô tướng niết bàn. Hay là chúng ta ở trong cuộc sống từ sáng cho đến chiều, lúc nào cái tâm mình cũng lao sao, cũng bực bội, bị tuyệt vọng cái này, thất vọng cái kia, nghĩa là nếu mà để ý theo dõi thì trong cuộc sống của chúng ta nó luôn luôn bị bức xúc, nó vui quá chúng ta cũng lo sợ nó mất, mà khi khổ quá chúng ta không kham nổi thì chúng ta cũng khổ. Mà nếu không vui không khổ mà đời sống mà nó trầm trầm bình bình như vậy đó, thì tự nhiên quý vị cũng nhàm chán. Và do quý vị nhàm chán, quý vị cũng cảm thấy nó khổ, bởi vì không có gì vui cả. Khi mà thấy được như vậy đó thì chúng ta mới nghĩ rằng là hễ mà còn hiện hữu trong cái sự luân hồi này, còn thân ngũ uẩn này, còn cái kiếp sống làm người, làm trời, làm phẩm thiên, hay là sanh ở địa ngục hoặc là xuất sanh chẳng hạn, thì luôn luôn có cái sự khổ. Chỉ có niết bàn là mới chấm dứt cái sự khổ đó thôi, mới không còn cái sự khao khát đổi đời. Thì như vậy là chúng ta tạo cái thiện duyên, cái thường cận cái duyên để mà đắc chứng được cái vô nguyện niết bàn. Và chúng ta phải dùng cái trí tuệ để chúng ta quán thấy
cái mà mình cố chấp là ta là của ta đó, cho nên nó mới làm cho mình bị phiền toái. Thật ra thì chúng ta phải hiểu các pháp hữu vi nó sanh ra, hãy cái này do cái này có, cái nọ mới có mặt. Nó có năng duyên thì mới có sở duyên. Và cái gì mà nó sanh khởi mà nó tùy thuộc vào năng duyên, do duyên mà tạo tác, thì cái đó nó không nằm ở trong cái sự kiểm soát sắp đặt của một quyền năng nào. Làm gì mà có cái ngã, cái tôi, cái ta, cái chủ nhân ông để mà sắp đặt được. Nó tùy duyên thôi. Hãy chúng ta thấy, chúng ta ngộ được cái chân lý vô ngã như vậy đó, thì dần dần đến khi mà chúng ta chứng đắc niết bàn thì gọi là không tánh niết bàn. Chúng ta phải tập, phải tu gì. Và nói tóm lại thưa quý vị, niết bàn ở đây đó, thì có nhiều cái tên gọi, nhưng mà trong tăng pháp thì các ngài chỉ gọi có năm từ ba năm riêng biệt, tức là niết bàn độc lập, không có liên hệ gì đến thế gian hết. Tại chúng ta gán ghép trong cái bài kinh Trung Bộ, cái đợt, bài kinh đầu căn bản pháp môn đó, thì kẻ vô văn phàm phu nó tưởng, nó nghĩ tưởng đến niết bàn, nó quan hỷ với niết bàn, và anh chấp tự ngã có trong niết bàn, cái đó gọi là một người chưa thật sự tỏ ngộ niết bàn. Chúng ta đem gắn ghép vào trong đó, như đang thi công để chúng ta không nguyện sanh được cõi nào, chúng ta nguyện sanh cõi niết bàn. Cái đó chúng ta hiểu lầm mà. Cho nên niết bàn riêng biệt, không có dính dấp gì, không có liên hệ gì đến thế gian hết. Danh từ thứ hai gọi Achanta là bất tử. Ồ, cái chỗ này đến máy sai mà chúng tôi kiểm, mà chúng tôi không có thấy. Cái chữ Amatang mới là bất tử. Quý vị sửa là dùm mình cái câu thứ hai đó là Amatang. Bây giờ gần hết giờ, chúng tôi phải đánh chữ Pali nó khổ quá. Chữ Amatang, M có chấm dưới, M sau cùng mới có chữ chấm dưới. Vì bị dùng niết bàn có tên gọi là bất tử, vì không có sanh nên không có gì. Hãy không có sanh làm sao có tử được. Niết bàn gọi là tuyệt đối, Achanta là tuyệt đối, vì niết bàn là ngoại quẩn, quẩn thì có tương đối, có quá khứ, có hiện tại, vị lai, có tốt, có xấu, có thô tế ra, vân vân. Niết bàn không có cái pháp tương đối gì vậy. Asankhatan Vô vi
Niết bàn có tên gọi là vô vi vì nó không bị tạo tác bởi duyên, trong khi pháp vô vi còn bị duyên trở sanh. Niết bàn không có nhân sanh. Ở trong duyên hệ đó thưa quý vị, niết bàn chỉ là cảnh duyên cho tâm nó sanh khởi, là cảnh trợ duyên cho tâm siêu thế. Niết bàn là năng duyên chứ không là sở duyên được. Nếu bạn không có bị duyên khác tạo tác, và sau cùng nếu bạn có tên gọi Anuttarang, ây da, chữ Anuttarang ở đây đó là vô thượng. Nếu bạn là vô thượng, ở trong cái bài của chúng tôi thì nó là vô vi, cái nào cũng vô vi hết. Thì từ tri cố tình làm cho chúng tôi đọc sai đi mà. Bài vui vị chắc có lẽ đúng, nhưng bài chúng tôi thì sai. Ồ. Nếu bà không gọi là vô thượng vì không thể đem so sánh, nghĩa là không so sánh cao hơn nữa, nó cùng tổ rồi, cho nên gọi là vô thượng. Chữ cao thượng đó thì nó còn có nghĩa là cái này cao, còn có khác cao hơn. Còn vô thượng tức là không còn cái gì cao hơn nữa. Ở trong Patisamphida Maggát, khi mà nói đến Niết bàn thì có nhiều cái danh từ để gọi Niết bàn lắm thưa quý vị. Có nhiều cái thí dụ để thí dụ về Niết bàn, nhưng mà cái đó 10 thí dụ về Niết bàn có tính cách tham khảo thôi. Ở trong Milindabanha có đề cập đến trong, nhưng mà ở đây như Niết bàn là được ví dụ như hư không, hay là như bông sen thì chẳng hạn, thì mấy cái trường hợp đó là chúng ta nghĩ rằng là hễ mà chúng ta càng nói nhiều, càng trình bày nhiều thì chúng ta không hiểu gì khác hơn, mà làm cho chúng ta bị rối. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên cố gắng thực hành theo cái phương pháp nào để mà chúng ta niết bàn, chứng niết bàn. Rồi sau đó chúng ta muốn hiểu cái gì thì tự chúng ta để chứng ngộ, chúng ta hiểu. Thì hôm nay chúng tôi trình bày về thoát ý niết bàn, xem như là chúng ta đã học hoàn tất chương thứ 5 ở trong giáo trình thoát yếu A Tỳ Đàm
và đã xong bốn phần chân đế là tâm tâm sở sắc pháp niết bàn. Chúng ta có thể học hai chương nữa, tức là chương thứ 6, chương thứ 7. Chương thứ 6 là chúng ta nói về các cái pháp mà thoát yếu tương tộc, samuchaya, sangha. Rồi chúng ta trình bày lỗ bột phối phượng phương phương. Là chúng ta thu thập bảy mươi hai pháp rồi phân loại gì tự nhiên cái giờ này cái dạ dày của chúng tôi nó vận hành chúng tôi mệt quá, cho nên chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Khoảng thời gian còn lại xin chư Tùng Đức giúp giùm cho. Xin kính thỉnh Thượng tọa Từ Quyền để Thượng tọa Pháp Tân giúp giùm cho phần này. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và đại chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con thành kính tri ân Sư Phụ Từ Siêu. Anh đã có thể nói rằng đã hôm nay tiếp tục cái đề tài của Niết Bàn. Và quả thật như vậy. Nếu như cái đề tài này là một người học hiểu Phật Pháp mà chúng ta không có, có nghiên cứu, thì đó cũng là một, tức là chúng ta cũng thật sự là thiếu phước. Thực sự là không hiểu một cách nó trọn vẹn, bởi vì đó là mục đích, đó là cứu cánh tối hậu của Phật Pháp. Và nếu như chúng ta không có được hiểu, không có được biết, thì xem như chúng ta đã thiếu duyên với con đường Phật Đạo. Thì kính thưa quý vị, mục đích cao cả, lý tưởng cuối cùng mà Bốn Ma Thân Kỳ 100.000 đại kiếp Bồ Tát đã tu hành pháp đồ với hạnh nguyện trí tuệ ba la mật mà chứng đắc thánh đạo thánh quả ở dưới cội Bồ Đề. Và ngày hôm nay đã trải qua xem như là hơn 25 thế kỷ qua, thì tất cả chúng ta cũng vẫn còn được nghe, cũng vẫn còn được biết cái giá trị của Niết Bàn, cái yếu lý của Niết Bàn. Tuy chúng ta chưa có thể nhập, tuy chúng ta chưa có sự chứng đắc một cách đầy đủ, một cách như ý, là chúng ta chưa có thành tựu, nhưng để mà hiểu về cái lý Niết Bàn một cách căn bản, thì đó cũng là một duyên phước, có một duyên phần hết sức tốt đẹp. Hiểu Niết Bàn theo tinh thần của chân đế thì đó cũng là một cái phước duyên thật sự là to lớn, chứ không thể nói là chúng ta chưa có thành tựu, chưa có chứng đắc, nhưng chúng ta hiểu được một phần về cái giá trị chân đế của nó cũng là
hữu phần hữu phước cho chúng ta rồi, nó cũng làm nhân làm duyên để cho tương lai chúng ta thành tựu được cái giá trị đó. Và có thể nói rằng là xưa và nay, từ trong vô thủy luân hồi cho tới hôm nay, quả thật thì chúng ta chưa một lần được thấy, được hiểu, cho nên chúng ta mới còn trầm luân. Chứ nếu như chúng ta được hiểu, được thấy cái giá trị của Niết Bàn, thì quả thật ngày hôm nay chúng ta không còn ngồi đây nữa, không còn sanh tử, không còn hiện hữu ở nơi này nữa. Thì quả thật thì là một người đệ tử rất là cần thiết để chúng ta hiểu về cái giá trị chân lễ, chân đế, tức là tâm sở hữu, rồi sách pháp Niết Bàn. Thì đây chính là những cái yếu lý mà chúng ta cần phải nắm bắt một cách vững chắc, thì người đó cũng thành tựu cái yếu lý của Phật pháp một phần, và có cái tri kiến Phật pháp của một phần. Thì cái bạch sư phụ có thể nói rằng hôm nay là cái đề tài này nó mang tính cũng hết sức là chuyên môn, cho nên vì vậy còn có đôi lời để cho sư phụ nghỉ giải lao một chút xíu. Và tiếp theo nữa thì sẽ có cái câu thảo luận, thì ở đây thì sẽ sư thỉnh sư phụ thảo luận đầu để sau đó sư phụ đi nghỉ sớm. Thì kính bạch sư phụ, thì câu thảo luận đầu tiên hỏi rằng là Niết Bàn nó có ba, là nói theo án xứ, tức là nói theo tiếng Vi Thăng Hô Tí Akarap Phê Đề Ná, tức là không tánh Niết Bàn, Sunyata Niết Bàn Năng, vô tướng Niết Bàn Anemita Niết Bàn Năng, và vô nghĩa Niết Bàn Apanihita Niết Bàn Năng. Thì như vậy ba án xứ này nó không còn cái án xứ khác để triển khai Niết Bàn phải chăng? Ây da, sư phụ đời rông rồi. Nếu sư phụ đời rông, quả thật sư phụ cũng thiếu một cái thời gian rất là dài. Ở trong rung còn bị nào nữa không quý vị? Sư tử tri báo coi trong rung còn ai nữa. Sư tử tri, à có thường tập Pháp Tân, dạ có thường tập Pháp Tân. Bây giờ rồi, có lẽ là dạ bộ Phật, dạ kính bạch thường tập Pháp Tân, bên thường tập Pháp Tân có được, có nghe rõ không ạ? Dạ tôi hỏi thường tập Pháp Tân có mặt ở trước máy không ạ? Dạ cảm ơn tòa. Thì bây giờ trong room sẽ có tất cả có 5 câu hỏi mà thì Từ Duyên có lẽ là chúng tôi và thượng tọa sẽ luân phiên nhau sẽ nói về cái 5 câu này, thì chúng ta hiểu như thế nào thì chúng ta sẽ trình bày như thế đó thôi. Còn vấn đề mà Phật pháp thì nếu như mà được sư phụ hoặc tỷ siêu thì trình bày thì nó là một điều nó rất là tốt rồi, nhưng điều tất cả chúng ta cũng phải tự duyên thôi. Thì như hồi nãy á, đầu tiên thì sư phụ cũng đã trình bày ba cái giá trị, cái không tánh, cái vô tướng và cái vô nguyện Niết Bàn. Thì nói đến ba cái án xứ này thì bây giờ thì xin kính cung thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận cho cái câu hỏi đầu tiên. Niết Bàn có ba, nói theo án xứ, tức là không tánh Niết Bàn, vô tướng Niết Bàn và vô nguyện Niết Bàn. Như vậy phải chăng ngoài ba án xứ này không có án xứ khác để triển khai tự giác chứng ngộ Niết Bàn phải chăng? Dạ kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ Nam mô Bổn Thầy ạ. Nam mô Thamay ạ. Nam mô Sankhay ạ. Thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Nhất Đẳng, tòa tề viên, tòa minh hạnh, đức tề trì, đức tề đức sư viên thông cùng chư tăng.
Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Nãy giờ, từ đầu giờ tới giờ, chúng ta nghe Tôi Tuệ Siêu giảng rất nhiều về ý nghĩa của Niết Bàn. Niết Bàn một cái pháp mà như là các cái bậc thánh đánh. Đối với người của chúng ta, Phật của chúng ta, nghĩa kinh đại quang. Khi nãy giờ đó thì chúng ta nghe giảng gì nhiều khía cạnh ý nghĩa của Niết Bàn. Cái câu hỏi này đã được hỏi rằng là giới dựa trên cái án xứ, tức là một người dựa trên cái một vị hành giả chứng đắc Niết Bàn là dựa trên cái gọi là không tánh, vô tướng và vô nguyện. Sự thật ra thì một vị thánh Tu Đà Quờn ấy, thì các vị đó cũng đã thấy Niết Bàn, nhưng mà thấy Niết Bàn cái kiểu như sơ khởi thôi. Sơ khởi chưa có phải là thấy rốt ráo rốt bảo. Còn đối với một bậc A-la-hán thì các ngài thấy một cách rốt ráo, chứng đắc niết bàn một cách rốt ráo. Thường chúng ta được nghe ở trong kinh, biết được ở trong kinh, tức là ba cái ba cái phổ thông tướng gọi là vô thường, khổ não tướng và ngã tướng. Thường được nói đến thì với một thì cái trí tỉnh địa mà đạt thì tức là lý não ngay ở Samatha. Thì khi mà nói đến một cái vị mà tu tập ấy, thì nhờ cái chánh niệm và tỉnh giác thì đó làm sao để nhận chân được những pháp diễn ra đối với ngũ uẩn của mình. Thì cái đó là nhiệm vụ của một cái người tu tập thiền quán. Để rồi làm sao mà từ đó cái vị đó mới có thể là dựa trên cái gọi là những cái án xứ. Thí dụ như một người mà quán về vô thường, thấy cái vạn vật trên cuộc đời, thấy cái sự sanh diệt trong năm uẩn của mình, dựa trên cái đó thấy nó biến đổi, thay đổi và nó sanh diệt, nó không thường còn. Bởi vì khi mà quán về vô thường đó,
vị ấy mới thấy rằng là cái sự sanh diệt của năm uẩn, rồi từ đó mới có thể rằng chứng đắc được cái tuệ đạo tuệ quả đó, đặc biệt là cái tuệ đạo của một bậc thánh sanh khởi lên, mới thấy được cái sự sanh diệt nó vốn là vô thường. Với một người mà phàm phu thì chúng ta chỉ quán như vậy thôi, thấy cái sự sanh như vậy thôi. Sự thật ra thì cái trí tuệ đó đủ sức để mà nó cắt lìa những cái phiền não hoàn toàn. Chỉ có cái trí tuệ của một bậc thánh, đặc biệt là mình nói trí đạo ở trong bậc thánh sanh khởi lên, thì khi mà một vị hành giả quán về vô thường đó, mới thấy rằng cái người mà dựa trên cái sự sanh diệt của các pháp, sự vô thường của các pháp liên quan đến sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, vì ấy mới dựa trên đó thấy rằng do tu tập như vậy cho nên là vị đó chứng gọi là vô tướng niết bàn, vô tướng niết bàn. Còn một vị hành giả mà khi mà quán rằng là với một cái sự khổ, bởi vì mình thấy rằng chỉ có một cái người tu tập thiền quán thì mới thấy được cái sự sanh diệt của năm uẩn là khổ, bởi vì cái gì nó sanh diệt, nó bức bách, nó thay đổi, và do có sự bức bách thay đổi đó, nó đều luôn cái sự khó chịu, sự khổ lị ở trong thân, ở trong năm uẩn này. Mà một người mà một khi quán về cái sự khổ, quán về sự khổ, quán về cổ khổ, thấy được sự khổ, sanh diệt của năm uẩn, thì vị đó dựa trên cái sự tu quán của mình, quán về sự khổ đó, cho nên vị đó mới là trở thành một cái đề tài, một cái án xứ gọi là vô nguyện giải thoát, vô nguyện giải thoát. Rồi một người thấy được cái sự sanh diệt đó, vốn cái năm uẩn này nó không có cái chi gọi là tôi hay là ta ở trong sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn đó. Vị đấy thấy không có một cái chi đó, không có một cái gì là tôi ta ở trong đó, như là một cái sự quán chiếu. Thì khi một vị hành giả thấy rằng không có một cái tôi cái ta ở trong tự ngã này, ở trong mỗi cái quẩn này, tức là sắc quẩn, tò quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn này nè. Và khi đó vị đó chứng do rằng thấy không có cái tôi cái ta trong đó, vốn rỗng không như vậy. Thường là trong cái chấp ngã của phàm phu thì có cái tôi cái ta ở trong năm quẩn này. Sắc quẩn là tôi là sắc quẩn, sắc quẩn là tự ngã của tôi có ở trong sắc quẩn. Tương tự như vậy, thọ, tưởng, hành và tức. Khi một người thấy như vậy đó, chứ mình để mà mình quán là mình thấy rằng đó là vô thường, đó là khổ, đó là vô ngã đó. Mình nói trong cái lý thuyết suông thì có lẽ là dễ nhận hiểu, dễ hiểu, dễ biết. Nhưng mà để mà chứng đạt, để mà qua ba cái án xứ mà gọi là vô nguyện, vô tướng và không tánh thì nó rất là khó. Cho nên nếu một người mà tu tập về thiền quán, đặc biệt là quán các cái pháp nó vốn rỗng không, không có cái tự ngã ở trong, không có cái tôi trong đó, thì vì đó khi mà chứng đắc thì gọi là không tánh giải thoát, không tánh giải thoát. Cho nên ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng những cái nền tảng cốt lõi ở trong giáo điển của Phật giáo đó, đặc biệt là khi nói đến tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, là một cái đề tài mà nó rất là rộng, thấy gì chứ rất là rộng. Mình quán liên quan đến những cái pháp mà chúng ta nhìn chung nó chân đế hay là tục đế, chân đế hay là tục đế. Thì bây giờ là những cái pháp gì được tạo ra đó,
thì chúng ta thấy nó thường là biến đổi, nó là vô thường, biến đổi. Rồi cái gì mà nó liên quan đến sắc quẩn, thọ quẩn của chúng ta đó, hoặc là tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn của chúng ta đó, nó liên quan đến những cái năm quẩn của chúng ta đó, thì cái đó nó cũng đều là khổ hết. Và nhìn lại ở trong sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn đó, thì vốn là rỗng không, nhìn chung lại là rỗng không, nó không có một cái chi là cốt lõi, không có cái chi là ta hay là của ta hay là tự ngã của ta. Thì từ đó đó, cái vị hành giả dựa trên cái nền tảng đó, tức là dựa trên ba cái án xứ đó mà vị hành giả tu tập để rồi đến một lúc nào đó tâm trí đạo sanh khởi lên, tức là trí đạo, tâm đạo của một vị hành giả, của bậc thánh sanh khởi lên. Thì như đã nói đó, là bậc thánh Tu Đà Quần cũng đã thấy được cái niết bàn, nhưng mà thấy nó chưa có rốt ráo, thấy nó còn xa xa lấp loáng, giống như mình đi trong màn đêm mà thỉnh thoảng mình thấy được những cái ánh sáng của trời chớp, ánh sáng của trời chớp bỗng nhiên nó lên rồi nó sụp tối, nó tắt lại, rồi lâu một lát sau nó lé lên rồi nó sụp tắt lại. Nó khác với cái trí của một bậc A-la-hán mà qua tu tập quán ba cái đề tài án xứ này nè, mà vị hành đã đó chứng đạt, thì cái thấy của ánh sáng của niết bàn của một bậc A-la-hán như là một cái gì đó ngài của ánh sáng của mặt trời, để rồi thấy rõ mồn một của các thứ sôi rọi ở trong cái thấy của chính mình. Thì thật sự ra thì các cái đề tài, đặc biệt là ba cái án xứ này, chúng tôi nghĩ rằng tu ở trong Phật giáo đó, tu ở trong Phật giáo đó không có rời bỏ ba cái án xứ này đâu. Dạ, bởi vì theo chúng tôi nghĩ đó, là trong các cái vị A-la-hán đó, các cái vị A-la-hán, có vị thì chứng lục thông, có vị thì chứng tam minh, có vị thì chứng đắc thần thông thánh trí, rồi là chứng đắc đạt đạo quả, có vị thì cũng là chứng quả A-la-hán sau khi quán chiếu, rồi vị đó mà ở trong Di Diệu Pháp gọi là thiền khô, tức là do quán chiếu mà chứng đắc. Thì cái quán chiếu này đó cũng không thể rời cái những cái án xứ đó đâu. Những cái án xứ tức là thấy được cái sự vô thường, thấy được cái sự khổ, thấy được cái sự vô ngã ở trong năm quận nói chung. Thì khi đó vì đó chứng đắc, thì cái chứng đắc đó chúng tôi nghĩ rằng ngay cả những cái bậc thánh mà chứng tức tốc mà do cái quán chiếu đó thì cũng không thể nào mà rời cái tâm tướng này. Và ở trong một loạt tích tắc nào đó thì con đường giới định tuệ của cái vị hành giả cũng phải qua những cái trạng thái đó hết tất cả, những cái sự tu chứng đó hết tất cả. Thì chúng tôi xin được chia sẻ cái ý trong cái sự hiểu biết của mình qua cái câu hỏi thứ nhất này. Bây giờ không biết rồi quý vị có thấy Thượng tọa Tệ Quyền vô chưa? Con không biết là Thượng tọa Giác Đẳng, không biết Chư Tăng có vị nào vô. Giờ không biết là Thượng tọa Tệ Quyền có nghe chưa? Quý vị bóp cái câu kế tiếp lên đi. Dạ dạ, thỉnh Thượng tọa Tệ Quyền chia sẻ cái câu số 2 đi. Dạ. Dạ, sa thú kính đế ơn đến Thượng tọa Pháp Tăng. Dạ, Mô Phật. Đã hỏi rằng niết bàn không bị chi phối bởi bất cứ duyên gì, vậy có hiểu hữu dư niết bàn là niết bàn chăng? Như chúng ta đã nói, đây là một sự phân biệt một cách rõ ràng gọi là niết bàn. Nếu chúng ta nói niết bàn là một trạng thái của vô giới y niết bàn,
thì niết bàn không có hữu dư y niết bàn, nhưng niết bàn phân ra làm hai, tức là một là hữu dư y niết bàn, vô dư y niết bàn. Hữu dư y niết bàn ở đây có nghĩa rằng được định chế, tức là các vị đó chưa có chứng đắc đến tứ đạo tứ quả, chúng ta phải nhớ như vậy, chưa chấm dứt sanh tử cắt đứt, có như sanh tử khổ đau. Cho nên có hai hiện tượng gọi là hữu dư y và vô dư y là như vậy. Một cách khác nữa có nghĩa là hữu dư y tức là còn ti, tức là đã thắng đạt niết bàn, nói đến phiền não thì không còn, nhưng điều mà còn cái gì, còn cái sự hoại diệt của ngũ uẩn này, tức là của sắc uẩn này, còn sự hiện hữu của sắc thọ tưởng hành thức này ở trên cuộc đời, hay nói một cách dễ hiểu hơn, tức là sự sống này còn ở trên cuộc đời, chính là hữu dư y niết bàn. Hay nói một cách gần kề hơn, tức là chúng ta còn hiện hữu, chúng ta còn sống, thì có nghĩa ở đó, tức là cái trạng thái niết bàn đó nó được phân hai, một cái trạng thái tức là hữu dư, tức là còn đang tiếp diễn cái kiếp sống này, cái mạng sống này, nhưng vì ấy không còn phiền não. Bởi vì tại sao mà tâm của cái vị tứ đạo tứ quả đó thì không phải là tâm thiện, mà cũng chắc chắn không phải là tâm bất thiện, nhưng cũng không phải là tâm thiện. Bởi vì tâm thiện cũng cho quả thiện, mà tâm bất thiện thì cho quả bất thiện. Ở đây nếu như vậy thì vẫn còn sanh tử nữa. Cho nên mà chúng ta được biết đó, tức là gọi là tâm tố kiriya chitta, tức là tâm mà nó không còn cái nhân sanh nữa, hay là tâm vô ký đó. Nhờ nói như vậy thì chúng ta chỉ hiểu, tức là cái tâm phi thiện phi bất thiện, tức là tâm vô ký. Mà bởi vì tâm vô ký, đối với tâm vô ký thì nói một cách nhiều, và ở đó gọi là tâm kiriya chitta, tức là tâm tố mà chúng ta thường nghe, tức là tâm tố ở đây có nghĩa là cái tâm đó của cái vị mà chứng đắc thánh đạo thánh quả, tứ đạo tứ quả xong, vị ấy hiện hữu trong cuộc đời nhưng không còn cái sự tiếp diễn trở lui cái trạng thái của khổ đau sinh tử nữa. Cho nên chúng ta thì nói như vậy thì có nghĩa rằng nó hữu dư y niết bàn là niết bàn chăng? Đúng như vậy. Và bởi vì sao vậy? Tức là tuy là còn hiện hữu nhưng vị ấy đã thành tựu niết bàn, chấm dứt không còn sanh tử khổ đau, vô dư rồi, đã gọi là vô dư. Cho nên chúng ta chỉ nói ở một cách định vị như vậy. Cũng như bây giờ thí dụ như người ta chết nhưng cái tên tuổi còn mãi với cuộc đời, người ta vẫn sống, thì cái đó đó, thì cái mà người ta vẫn còn sống đó đó, thì xem như nó là một sự hiện hữu. Chứ sự thật ra thì chết là đã chết. Thì cũng vậy, thí dụ người đã chết mà tên tuổi còn sống mãi, vậy người ta còn sống không? Không còn sống. Nhưng xem như người ta hiện hữu là bởi vì những lời nói, những hành động, những việc làm của người ta còn để lại cho đời, thì đó chính là cái giá trị của hữu dư y niết bàn. Nhưng người đã chết, người đã khuất rồi, thì đó chính là vô dư y niết bàn, sẽ không còn nữa. Không còn người A, người B, Nguyễn Văn A và Nguyễn Thị B đó nữa. Và đây chính là cái câu trả lời thứ hai của chúng tôi qua cái câu thảo luận này. Tiếp theo bây giờ hôm nay như là có Sư Nguyên Thông ở trước máy phải không ạ? Dạ, có thể Sư Nguyên Thông trả lời cho một câu hỏi được không ạ? Dạ, một Phật. Thưa Sư Nguyên Thông, có một câu hỏi như thế này. Nếu đã là không sanh, là vô sanh, thì có gì gọi là không diệt bất tử? Thỉnh Sư Nguyên Thông quan hệ thảo luận cho câu hỏi này. Nếu đã là không sanh, vô sanh, thì có gì để gọi là không diệt bất tử Amata? Và kính cung thỉnh Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Ni Phật, con tuân lệnh Sư Phụ Tệ Quyền. Vậy có đáp án cho câu hỏi thứ ba, hỏi rằng nếu đã là không sanh, vô sanh, thì có gì để gọi là không diệt, bất tử hay không? Kính thưa Sư Phụ, khi mà có sanh ra thì có một cái hiện hữu nào đó,
Thì trên thế gian này có những cái hiện hữu, trên thế gian này thì tất cả các hiện hữu đó khi có sanh ra rồi không có diệt. Rồi khi mà không sanh, tức là người hành giả đó sẽ không còn có mơ ước, ước muốn gì cả. Là tại sao? Vì khi người ấy đã diệt trừ hoàn toàn ba cái tham sân si rồi, thì không có tham, không có sân, không có si, thì làm sao mà có sanh? Mà người đã không có sanh ra rồi, cho nên khi mà cái thân ngũ uẩn của người hành giả, một vị có thể gọi là A-la-hán, đã không còn cái tham lam, không còn những cái mơ ước nữa, thì trong con người đó họ đã diệt trừ tất cả những cái mầm mống để mà tái sanh nữa rồi. Do đó, vì những người mà đạt được cái không sanh, tức là không còn cái mơ ước gì nữa đó, thì họ đâu có cái lý do để mà họ tái sanh được, bởi vì đã không sanh rồi. Cho nên khi mà những người A-la-hán, khi mà cái thân ngũ uẩn đã đi hết con đường của cái thân mạng của họ rồi đó, thì họ không có tái sanh nữa. Là vì vậy cho nên những người mà không sanh thì không tử. Bởi đó là lý do chỉ những bậc A-la-hán hay là những bậc mà tam quả mà đã chứng được rồi, sau khi đó thì họ trả có thể lên trên ngũ tịnh cư thiên mà đã để niết bàn ở đó mà thôi. Kính thưa sư phụ, đó là những cái sự hiểu biết của con. Tuy nhiên con là một người mới vào học, thì cái sự hiểu biết nó còn phiến diện hay là không đầy đủ. Kính thưa sư phụ của Tuệ Quyền, từ bi chỉ dạy thêm những điều mà con nói không đúng. Xin thỉnh mời sư phụ Tuệ Quyền trở lại mai, và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Dạ, sa thú kính tri ân đến sư Nguyên Thông. Quả thật như vậy, cái câu thổ luận này thì đã là không sanh, tức là không có cái nhân sanh, thì chắc chắn rằng không có cái quả diệt của nó. Mà niết bàn là phi nhân phi quả mà, chúng ta phải nhớ như vậy. Niết bàn là phi nhân phi quả. Cho nên đặt một câu hỏi lên như vậy, chẳng qua nói như vậy, nhưng điều mà đã có một cái tự tánh vốn, nội vốn cái giá trị của niết bàn, tức là phi nhân phi quả, đó là niết bàn. Dạ. Bởi vậy cho nên câu ca tri ân cái câu thảo luận của sư Nguyên Thông. Dạ, mô Phật. Kính thưa quý vị, tiếp theo nữa là kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân Quang Hỷ quay trở lại để thảo luận cho câu hỏi tiếp tục. Có nên hiểu niết bàn? Có nên hiểu vô dư y niết bàn là sự chấm dứt tất cả, hay nói một cách khác không còn gì? Nếu niết bàn không còn gì thì có nên gọi là một trong bốn pháp chân đế? Dạ, kính quý thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ. Dạ, quý vị có nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo, cảm ơn quý vị rất nhiều. Cái câu hỏi ở đây đó, thì vì để quý vị chở chúng tôi chút, tôi kéo lại. Có nên hiểu vô dư y niết bàn là sự chấm dứt tất cả? Nói cách khác, không có gì nếu niết bàn còn gì niết bàn. Nếu niết bàn là không có gì thì có nên gọi là gọi là một trong bốn pháp chân đế? Nói đến cái điều này đó, khi mình nói đến bốn pháp chân đế, cả tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và niết bàn, thì niết bàn mà mình nói hữu dư y thì thường được biết đó là niết bàn là ngoại quẩn. Niết bàn là ngoại quẩn bởi vì sắc quẩn là 28 sắc pháp, thọ quẩn là sở hữu thọ, tưởng quẩn là sở hữu tưởng, hành quẩn là 50 tâm sở còn lại trừ sở hữu tưởng, sở hữu thọ.
thức quẩn là 121 tâm. Thì mình nhìn chung lại đó, trong bốn pháp chân đế đó, thì Niết Bàn nó thuộc về về ngoại quẩn. Ở đây không nói hộ hữu duy Niết Bàn nha, nó thuộc về ngoại quẩn. Mấy lần chúng ta đã có nghe Thượng Tọa Giác Đẳng cũng như là chúng tôi đọc ở trong kinh đã đề cập đến cái việc mà Niết Bàn. Niết Bàn, sự thật ra thì Niết Bàn chúng ta chưa có chứng đắc, chúng ta đều dựa trên kinh điển để chúng ta nói. Có cái bài kinh thì nói đến cái việc mà có bài kinh mà nói đến cái việc là một vị tỳ kheo Ma Luân Giá đó hỏi Phật là Như Lai có tồn tại hay không tồn tại sau khi Niết Bàn, hoặc là Như Lai có tồn tại hoặc là không không tồn tại, hoặc là có tồn tại. Ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái điều này đó là khi mà một người mà một vị mà chứng đắc á, thường đó là chúng ta cứ nói rằng là mình tu là để được cái gì, được cái gì. Ngay cả những cái gì, có nhiều người lầm tưởng Niết Bàn là một cõi, Niết Bàn là một cảnh giới, một cảnh giới nào đó mà mình gọi là an tịnh, tịch tịnh gì đó. Thì sự thật ra đó, cái đó là chúng ta lầm tưởng. Còn Niết Bàn mà được nói đến ở trong kinh điển đó, thì hiểu trong một cái điều đó là chấm dứt được cái phiền não, chấm dứt được tham ái, chấm dứt được tham ái. Bởi vì cái phiền não tham ái đó là nhân để tạo ra ngũ quẩn, tạo ra ngũ quẩn. Thì như vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói, tức là khi nói đến cái Niết Bàn đó, thì hoàn toàn là chúng tôi nghĩ rằng là mình không cần phải bàn sâu hơn thêm. Tại vì khi mà một người chưa chứng đắc về Niết Bàn thì hoàn toàn là ở chỗ đó chúng ta không có thể nói rằng mình giải thích một cách rất là thỏa đáng ở trong đó và chính xác ở trong đó. Thì ở đây đó, khi mà nói rằng là còn hay là không á, sự thật ra đó, nếu chúng ta nói bốn pháp chân đế, từ tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và Niết Bàn, thì Niết Bàn á, quý vị thấy rằng là nếu nói về bốn pháp chân đế thì rõ ràng là có bàn ở trong đó. Nhưng mà tâm hay là sở hữu tâm hay là sắc pháp đều là pháp chân đế. Khi một người mà đạt đến những cái cảnh giới như vậy đó, thì ở đây chúng tôi xin thưa là chúng ta nói rằng là không có tồn tại gì để tu để làm gì, không có để rồi để tu để đạt được cái gì, và cái không đó. Còn nếu mà nói là có đó, thì nói như cái chấp hữu, những cái mà chúng ta chấp thường, những cái mà chúng ta quan niệm thường kiến, thì những cái đó nó không khác nào mà chúng ta đã nhìn nhận sai về Niết Bàn. Cho nên chúng tôi nói đó là ở đây đó, cả bốn pháp chân đế, tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và Niết Bàn, thì Niết Bàn ở đây đó, như đã nói đó, thì chúng ta loại trừ ra cái gọi là tâm, sở hữu tâm và sắc pháp ra đi. Tâm, sở hữu tâm, sắc pháp đó là ba pháp chân đế đó rồi. Còn Niết Bàn nó còn là chân đế, mà nó chân đế nó có hai dạng, chân đế hữu vi và chân đế vô vi. Như khi nãy cái câu mà Thượng Tọa Tỳ Quyền đã nói đó là hữu dư y Niết Bàn và vô dư y Niết Bàn. Một cái vị mà chứng đắc quả vị A-la-hán đã đoạn trừ phiền não thì cái nhân sanh nó không còn, thì cái nhân tử nó cũng không có. Cái nhân tử nó cũng không có, cái sanh nó không có thì cái tử nó cũng không có.
thì cái vị mà chứng đắc quả vị A-la-hán á, thì đã đoạn trừ cái phiền não rồi, nhưng mà chẳng qua là còn dư sót của thân ngũ quẩn này. Cho nên là một vị A-la-hán ở cõi ngược ở đời này còn á, thì các ngài vẫn có những sự cảm thọ của sát thân, cảm thọ của sát thân, tức là nóng lạnh đối khác, thì cái chuyện đó nó phải có. Nhưng mà vô dư niết bàn là một trạng thái tịch tịnh hoàn toàn sau khi lìa bỏ của ngũ quẩn, lìa bỏ của ngũ quẩn. Rồi người ta hỏi rằng có tồn tại hay không tồn tại ở ngũ quẩn ở một cảnh giới nào, thì điều đó dường như là Đức Phật cũng không giải thích cho chúng ta. Bởi vì như là cái việc đó chúng ta biết rằng thường là chúng ta chỉ biết rằng mình tu tập để rồi đoạn trừ cái nhân, đoạn trừ cái nhân đưa đến cái khổ đau, rồi đoạn trừ không còn hiện hữu của cái quả của khổ đau nữa. Tức là mình nói trong giáo lý duyên khởi đó, thì cái nhân mà đưa đến cái khổ đau đó thì chính là vô minh, tham ái và chấp thủ, tức là cái nhân của luân hồi hay là cái phiền não của luân hồi. Rồi do cái nhân của luân hồi đó, do cái phiền não đó, cho nên là khiến mình có những cái hành động, và khiến mình có những hành động, ngay cả hành động thiện hay là hành động bất thiện thì chưa, hành động bất thiện thì đưa đến cái quả khổ sầu, nhưng mà hành động thiện thì đưa đến cái quả tái sanh luân hồi. Cho nên cả hai cái nhân đó đều đưa đến cái quả. Cho nên vì vậy cho nên chúng ta có thọ, có sanh lão bệnh tử sầu bi khổ não, tức là cái quả của luân hồi, cái quả của luân hồi. Vì vậy cho nên là một vị A-la-hán là sau khi tận diệt được cái nhân gọi là phiền não của luân hồi, thì các ngài không còn tái hiện của đời sống kế tiếp nữa, đời sống kế tiếp nữa, các ngài không còn sanh nữa. Cho nên là cái vị đó không còn có cái tiếp diễn của ngũ quẩn. Bởi vì ngũ quẩn là cái gì nó còn hiện hữu của ngũ quẩn là còn khổ đau, còn khổ đau. Mà cái nhân đưa đến khổ đau đó chính là tham ái, vô minh và chấp thủ. Đó như vậy. Còn cái niết bàn á, mà được nói đến cái vô dư y, đó là sự tịch tịnh và cái sự chứng đắc của một bậc thánh. Thì chúng tôi chỉ nói rằng bậc thánh là như vậy. Bậc thánh là các ngài chứng ngộ được những điều đó. Và cái cảnh giới đó là cảnh giới của bậc thánh, cái cảnh giới của chư Phật. Không nói là có tồn tại hay không tồn tại ở cái chỗ này. Thì xin chia sẻ cái ý ở đây. Bây giờ thì cũng đã còn, cũng còn mấy phút nữa. Không biết là thầy Tường Tọa Tự Quyền còn trước máy không? Yeah. Dạ thực đang máy, dạ. Kính thỉnh, dạ dạ, kính thỉnh Tường Tọa Tự Quyền trở lại. Dạ, nếu còn câu thảo luận nào thì đưa lên. Dạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, dạ sa thú kính tri ân đến Tường Tọa Pháp Tân. Quý vị coi có câu hỏi nào nữa không ạ? Câu hỏi rằng niết bàn á là diệt đế, nhưng bảo rằng sự khổ là niết bàn, như vậy có trọn nghĩa, có trọn nghĩa không? Nhưng bảo rằng sự khổ là niết bàn, như vậy có trọn nghĩa không? À, cái câu này chúng ta cũng phải hiểu thế này: niết bàn là đế, nhưng bảo rằng sự chấm dứt sự diệt khổ là niết bàn, thì chẳng qua tức là cái từ ngữ thôi, cái chữ cái chữ diệt đế mà gọi là nirodha sacca, một trạng thái tịch, một cái sự thật lặng, không còn sanh, không còn già, không còn già chết sầu bi khổ u não nữa. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống sau. Đó là có một giá trị sự thật như vậy. Đó chúng tôi đang nói trên một cái gọi là nirodha sacca, gọi là diệt đế, cần phải được thành tựu. Mà nếu như đã thành tựu thì gọi là diệt đế, đó là sự thật. Nhưng bảo rằng sự diệt khổ là chính là niết bàn, thì đúng như vậy. Nếu như diệt khổ mà trên tính chất không còn sanh tử khổ đau nữa, quý vị biết nghe rõ chưa? Cái sự diệt khổ đây tức là khổ của gì? Khổ của
của khổ luân hồi, khổ của tập khởi vô minh, khổ của tập khởi của ái, mà được đoạn tận, được chấm dứt, thì đó chính là được hiểu. Nó xem như là một cái cái trọn vẹn, đúng như vậy đó. Đó trọn nghĩa. Diệt khổ đây chứ không phải là bây giờ, thí dụ bây giờ mình đói cái cho mình ăn cái mình hết đói, cái đó cũng là diệt cái khổ nữa, cái khổ của đói. Nhưng cái đó chỉ là cái chuyện bình thường. Thí dụ giờ mình khát thì cho mình uống mình hết khát, thì cái trạng thái đó không phải là cái trạng thái diệt khổ của Niết Bàn, mà chẳng qua đó chính là cái gì? Đó chính là cái cảm xúc cảm thọ. Hay nói một cách khác, tức là khi không còn chấm dứt các thọ, chính là Niết Bàn. Nói một cách lớn hơn, mạnh hơn, rộng hơn nữa, tức là khi nào mà chúng ta không còn vô minh dẫn đầu, thì ngay khi đó chính là chúng ta đạt được trạng thái Niết Bàn. Cái này hay lắm quý vị. Tức là khi vô minh không còn thì minh sanh, mà minh sanh thì vô minh diệt. Mà vô minh ở đây tức là nói đến tập khởi ái, ái làm nhân, ái làm duyên, cho nên khổ đau sanh tử trong cuộc đời. Vì vậy, thành tựu diệt đế Nirodha Sacchang, Nirodha Ariya Sacchang, tức là thành tựu được khổ thánh đế, tức ngay khi đó gọi là khổ đế, khổ diệt thánh đế, tức là vẽ ra thành tựu Niết Bàn. Chúng ta nhớ như vậy. Mà có cái chữ thánh là Ariya Sacca, tức là được bậc thánh thành tựu. Và cũng vậy thì nó đồng nghĩa với, hay hoặc là cái sự khổ đây cái gì? Khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, hay là cái khổ trong sanh hữu và nghiệp hữu, trong sanh hữu và nghiệp hữu được chấm dứt. Mà sanh hữu không có mặt, nghiệp hữu không tiếp diễn, thời sẽ không có già chết sầu bi khổ u não. Quý vị nhớ rõ như vậy. Nếu như sự chấm dứt khổ, sự diệt khổ này mà chấm dứt cái cảm thọ khổ, nó tiếp diễn đến cảm thọ lạc, là một trạng thái khác. Nó không phải ý nghĩa của sự diệt khổ trong Nirodha Sacca. Bởi vì các cảm thọ còn hiện hữu. Còn hiện hữu tức là còn đau khổ, hay còn cảm thọ tức là còn sự giao thoa giữa căn cảnh và thức, để xúc sanh cảm thọ. Xúc nó sanh, sanh nó duyên cho thọ. Xúc sinh chính vì cảm thọ này, cho nên biết mùi, biết hương, biết lạnh, biết nóng, biết vui, biết buồn, biết đau khổ, vân vân. Thì như thế, ở đây, cái đó nó tức là vẫn còn bị hệ lụy của cảm thọ, vẫn còn bị hệ lụy của xúc sanh, của sở duyên sanh xúc, của sở duyên sanh thọ. Mà nếu như xúc thọ không có mặt, tại sao xúc thọ không có mặt? Bởi vì thức không có mặt, cho nên thức không có mặt, cho nên không có danh, tức là không có danh sắc có mặt, tức là không có ngũ uẩn này có mặt. Mà không có ngũ uẩn này có mặt thì làm sao mà có xúc có mặt? Mà xúc không có mặt thì không có thọ, thọ không có mặt thì thời ái làm sao có mặt? Ái không có mặt thì thủ không, lục thủ không có mặt, lục ái không có mặt thì lục thủ không có mặt, lục thủ không có mặt thì sanh hữu nghiệp hữu không thể tiếp diễn được, không thể tạo ra một trạng thái như thế này nữa. Cho nên chúng ta gọi là còn hữu, tức là còn đau khổ, tức là còn sanh hữu nghiệp hữu, tức là còn sự già chết sầu bi khổ não. Cho nên vì vậy, cái khổ, cái Nirodha Ariya Sacca, tức là khổ tập thánh, hay là khổ diệt thánh đế, đây là
cái sự thật mà các bậc thánh đã thành tựu, đã viên mãn, và cũng chính các ngài đã đoạn tận cái khổ, hay là các ngài đã chính thức diệt trừ, diệt tận cái, đã diệt khổ trong cuộc đời này. Dạ, chúng tôi xin trả lời câu thảo luận sau cùng là như vậy. Bây giờ đây thì chương trình thảo luận của Rung Phật Pháp Bút Thách Tham Má đến đây đã, sinh hoạt đến đây đã thành tựu viên mãn. Kính đảnh lễ và tri ân Chư Tôn Đức Tăng quý ngài đã vào Rung để thuyết giảng và thảo luận. Kính chúc toàn thể quý ngài một ngày an lành, một đêm an lành, và kính chúc toàn thể chú quý Phật tử một ngày an lành và cũng một đêm an lành. Hẹn gặp lại vào chương trình vào tối ngày mai như giờ thường lệ. Và kính đảnh lễ Chư Tăng và kính chào toàn thể đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Kha Giả. Tiếp theo mời cô Mít Tập Nhà để kinh hoàn mãn và hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sư Tổ Thanh Thi, chúng con thành kính tri ân thần tòa thầy quyền. Con Mít Tập Nhà thay mặt đại chúng trong Rung, chúng con kính tri ân từ Chư Tôn Đức đã mở mở giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuần chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hành lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớt đã hiện trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn ăn lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện bộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
thân tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.